Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 1 triệu thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên với hai môn là ngữ văn và toán. Tuy nhiên, ở môn thi đầu tiên, môn ngữ văn, sau khi thí sinh bắt đầu làm bài chưa lâu, thì trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh của đề thi và có dấu hiệu được chụp từ một phòng thi. Chỉ sau hơn 30 phút tính giờ, đề thi môn ngữ văn đã được lan truyền trên mạng xã hội với đầy đủ thông tin từ chữ ký giám thị có biểu hiện giống với đề thi là của năm nay. Con thấy bức xúc mà, tại vì kiểu bao nhiêu công mọi người học mà bị lộ đề ra như thế thì cũng sốt lắm cô ạ. Tại vì nếu mà bị lộ đề ra ngoài, nếu mà chẳng may mà phải cái ngày dự bị mà phải thi lại như thế thì cũng mệt cho tất cả mọi người ạ. Điều không hề công bằng đối với các thí sinh học hành nghiêm túc và nó sẽ là một cái điều rất là bất công đối với họ. Thứ hai là những cái thí sinh không học bài thì họ là có người giúp đỡ, cho nên là họ sẽ lại vào đại học, còn bọn con thì lại bị trượt, nên là đấy là một điều rất là bất công. 12 năm đèn sách, bất kể những sự cố gì đều có thể ảnh hưởng đến các thí sinh, tâm lý và những kết quả mà các em đạt được. Nhiều phụ huynh mong muốn sẽ sớm có kết luận của cơ quan chức năng liệu rằng đề thi có bị lộ lọt ra ngoài hay không. Cũng như bao nhiêu mùa phụ huynh khác cũng rất là mong muốn là tất cả đều được công bằng cho các con, để những lúc các con mà đi thi không phải lo lắng về cái vấn đề lọt đề thi hay không, để chỉ cần sự công bằng thôi cho các con thôi. Ngay sau khi có thông tin về việc có hay không lọt lộ đề thi môn ngữ văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nắm thông tin và chuyển cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh, đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện trường hợp vi phạm. Đây cũng là điều mong mỏi của học sinh, phụ huynh, các nhà trường khi điều này ảnh hưởng trực tiếp tới các thí sinh. Dù là trước khi thi thì tất cả đều các hội đồng thi đều được họp, tuy nhiên vẫn cần phải quán triệt tới tất cả những giám thị trong thi hiểu được cái mức độ quan trọng cũng như là cái ảnh hưởng với tới các em khi mà đề thi bị lọt ra ngoài, chứ chưa nó lọt ra ngoài trước giờ kết thúc. Và cái này thì mỗi giám thị đều phải có cái ý thức để bảo vệ không những là cái đề thi mà bảo vệ cả cái cách nhìn của các em cũng như của phụ huynh tin tưởng vào giám thị của mình. Ngay sau buổi thi sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc gian lận trong phòng thi. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi trong sáng nay là 11 thí sinh. Vâng, thưa quý vị, trong những mùa thi trước, dù đã có những thông báo, cảnh báo, nhưng vẫn xảy ra những trường hợp thí sinh mang điện thoại, các thiết bị thu phát thuộc danh mục thiết bị cấm vào phòng thi. Hầu hết các trường hợp này thì đều bị phát hiện và xử lý nghiêm. Năm nay, Công an lại tiếp tục triệt phá nhiều đường dây mua bán thiết bị gian lận và cảnh báo các hội đồng thi trong công tác coi thi, bảo đảm mùa thi an toàn, nghiêm túc. Tai nghe siêu nhỏ, SIM đi kèm. Những thiết bị này được giao bán công khai trên mạng và vừa bị triệt phá tại Lâm Đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua các thiết bị trên từ nước ngoài, bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời. Tùy loại thiết bị mà giá tiền dao động từ 5 đến 14 triệu đồng. Bút, máy, như là đồng hồ, như là kính mắt, như là tai nghe, như là vòng tay, rồi là máy tính. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, nghiệp vụ địa phương trước kỳ thi là tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung rà soát, phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ chức năng, các ngành chức năng để phát hiện rồi đấu tranh xử lý. Em mong là các bạn sẽ không dùng những thiết bị gian lận thi cử để cho kỳ thi đó công bằng hơn. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sửa đổi vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thì năm nay các thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi, không có chức năng soạn thảo văn bản và Atlas Địa lý Việt Nam khi thi môn địa lý. Không được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay truyền tín hiệu. Tập huấn cho cán bộ nắm được những cái biểu hiện của thí sinh khi mà sử dụng những thiết bị đấy, có những tâm lý, cử chỉ, điệu bộ, trạng thái nó bất thường. Và cái quan trọng hơn cả là chúng tôi yêu cầu
tất cả các tỉnh, thành phố, các hội đồng thi tăng cường cái công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức. Và nếu sử dụng công nghệ thi này thì phải xử lý hết sức là nghiêm, đặc biệt là liên quan tới lộ lọt đề thi. Kỳ thi năm 2021 đã có 23 đối tượng bị bắt khi có hành vi mua bán thiết bị gian lận thi cử. Công tác tập huấn, nhận diện thiết bị công nghệ cao đã được tổ chức liên tục trước mỗi kỳ thi cho cán bộ coi thi để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 14.000 thí sinh của tỉnh Gia Lai đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trong tổng số 14.696 thí sinh đăng ký dự thi tại Gia Lai, môn thi buổi sáng vắng 54 thí sinh, trong đó có 18 thí sinh dân tộc thiểu số. Đặc biệt, có 2 thí sinh nhập viện vì mổ ruột thừa. Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều hôm qua, có 7 thí sinh gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe, 1 thí sinh đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp, 6 thí sinh còn lại hiện đang được các trường trung học phổ thông hoàn thiện hồ sơ và đề nghị hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét đặc cách tốt nghiệp cho các em nếu đủ điều kiện. Cùng với cả nước, ngày 28 tháng 6, hơn 5.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Toàn tỉnh có 12 địa điểm thi chính thức tại các huyện, thành phố và thành lập thêm 9 điểm thi dự phòng để tổ chức thi khi có sự cố bất thường. Tại tất cả các địa điểm thi đều có đội ngũ thanh niên tình nguyện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ các thí sinh gặp khó khăn. Các địa phương tại tỉnh cũng đã trích kinh phí hơn 550 triệu đồng hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số khi tham dự kỳ thi năm nay.